xã nhập cho từ thiện, đi ăn cho từ thiện không, mít trái đây, hạnh đâu có ăn nấu chua uống nước luôn, hạnh bụi hạnh ở xã đây, trồng dạng mướp vậy đã gũi rồi, còn mới trồng thêm mấy cái sầu riêng ở đây, chuối nó chín nó sát nhà mà chín không hay luôn, để mua thêm vài cái sầu riêng trồng nữa, đây, cây nhãn tím đây, buồn chuối nó chín luôn đây, có cái dạng đậu rồng ở đây, rồng trái nhiều lắm, xe cụ chê đây trái nhấp chân luôn đây. Cái vừa hai thằng làm kiển con trên chậu con tía hôm nay xuống trồng cái hầm luôn rồi. Đây nè, cái này là cái thuốc vũ nè quý vị. Để quý vị nó không biết cái thuốc vũ sao nha. Cái thuốc vũ đây, nó tím tím đây. Này đinh lăng đây. Sầu riêng đây. Cái vừa có trái ở đây. Mía ở đây. Mít này sáng đốt mấy cái mít cho xe sầu riêng mà giờ nó lòi mấy cái mít chín luôn nè. Cái này bạch long đây, bạch long phương nam, cái này cái ổi, cái xú xú bằng kim, sầu riêng ở đây, trong nghệ gừng gừng cho thuốc nam, thuốc phúc, cái sắc chê trái nè, đây là cái dành dành nè, cái dành dành của gì? Cái dành dành của mình ở đây nó khác, dành dành này của Long An năm vợ chồng nó có trái, trái dành dành đây, bông màu trắng đây, bông gì đây, có trái gì nè, này cái bơ, mặn, sầu riêng, mới cưa mấy cái mít là bỏ cho trống mấy cái sầu riêng lên, với chặt chỉ thiên, thiên làm thuốc nam, với chặt cắt lồi làm thuốc nam, sáng bảo hồi đi đúng củi mới mua thêm mấy cây sầu riêng để trồng đây nữa đây, giờ mai còn mấy chục gốc ở đây, đang trồng để thêm cây sầu riêng ở đây.